Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn sử dụng các tính năng cơ bản trên thiết bị DJ 1000. Và hôm nay mình vừa cùng các bạn sẽ đi tới những thao tác cơ bản cũng như là những thao tác mà giúp các bạn thực hiện trên thiết bị DJ 1000 trong lúc các bạn trình diễn trở nên mượt mà hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tới phần Cue, Hot Cue cũng như là Memory Cue. Thì để bắt đầu chúng ta sẽ đi với phần Cue trước. Thì với phần Cue, khi các bạn load một bài nhạc vào trong phần mềm Rekordbox DJ thì bài nhạc đó sẽ được đánh một điểm Auto Cue. Các bạn có thể thấy trên màn hình, điểm Auto Cue này sẽ được đánh dấu bằng mũi tên màu vàng ở đây. Và chức năng của nó là gì các bạn hãy cùng xem nhé. Đầu tiên play bài nhạc. Sau đó ấn Cue một lần nữa. Bài nhạc sẽ ngay lập tức trở lại điểm mà các bạn đã đánh điểm Auto Cue và bài nhạc sẽ tạm ngưng ngay lập tức. Và điểm Auto Cue này các bạn cũng có thể thay đổi vị trí của nó tới vị trí các bạn mong muốn. Ví dụ như mình ở đây, mình sẽ thay đổi điểm Cue tới đây chẳng hạn. Các bạn có thể thay đổi đến bất kỳ điểm nào trên bài nhạc của mình tùy vào mục đích sử dụng của các bạn để tạo ra điểm riêng của mình trong phong cách trình diễn nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi tới với phần Hot Cue. Thì trên thiết bị DJ 1000 chúng ta sẽ có 16 điểm Hot Cue được chia làm hai trang trên ở phần Hot Cue này. Ở đây bạn có thể thấy, đầu tiên mình sẽ đánh thử 8 Hot Cue đầu từ A tới H. Sau đó các bạn ấn nút Next Bay phía bên này sẽ có 8 Hot Cue tiếp theo được đánh dấu từ Y tới P. Và với 16 điểm Hot Cue này thì các bạn có thể đánh dấu được các điểm các bạn cần làm gì với bài nhạc. Ví dụ như mình sẽ thường sử dụng điểm Hot Cue này để đánh dấu là những điểm mình cần mixing, hay những điểm mình cần loop, hay những điểm mình cần sử dụng effect gì đó mà mình không thể nhớ được. Và chức năng này giúp ích rất nhiều cho mình trong việc mình trình diễn, và mình nghĩ là nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều đấy. Và nếu có thời gian thì hãy tập luyện nhiều với chức năng này nhé. Và để xóa các điểm Hot Cue này, các bạn chỉ cần sử dụng phím Shift và sau đó đè vào các phím Bass Performance một lần nữa. Như vậy là các bạn có thể xóa được các điểm Hot Cue các bạn đã đánh dấu. Và ngoài ra các bạn cũng có thể thay đổi màu sắc cũng như là tên của các điểm Hot Cue ở trên phần mềm Rekordbox DJ. Và tiếp theo mình sẽ đi tới với phần Memory Cue. Đầu tiên thì các bạn sẽ đánh điểm Cue ở đây để bắt đầu. Sau đó các bạn nhấn vào phím Memory Cue ở đây. Tiếp theo đó mình sẽ thay đổi điểm Auto Cue của mình ở đây và ấn Memory Cue một lần nữa. Tương tự, với các điểm Memory Cue này thì nó sẽ giúp các bạn thay thế các điểm Auto Cue, vì chúng ta sẽ có rất nhiều điểm Memory Cue các bạn có thể đặt ở trong một track nhạc của mình, thay vì phải sử dụng một điểm Cue, Auto Cue như bình thường. Và để di chuyển giữa các điểm Auto Cue, giữa các điểm Memory Cue, các bạn chỉ sử dụng phím Shift và sử dụng phím Search mũi tên trái phải ở đây. Bạn có thể thấy trên màn hình mình đang di chuyển giữa các điểm Memory Cue. Mà chức năng này sẽ thay thế rất nhiều trong việc các bạn sử dụng phím Auto Cue, vì các bạn chỉ có được một điểm Auto Cue duy nhất thôi. Và chức năng này thì cũng giúp các bạn đánh dấu lại những điểm các bạn cần phải thực hiện một thao tác nào đó mà các bạn không thể nhớ. Bạn có thể đặt tên cho nó hay gì để giúp các bạn tạo ra một điểm để tới đó các bạn biết các bạn cần phải làm gì. Vì có thể trong một track nhạc các bạn phải thực hiện rất nhiều thao tác và
không thể nào nhớ hết được những thao tác đó, thì những chức năng này sẽ giúp các bạn làm điều đó. Và mình hy vọng là những kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc các bạn trình diễn một set nhạc của mình theo ý mình muốn, cũng như là tạo ra những điểm nhấn mà các bạn muốn mình có thể đạt được những điểm đó. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào. Good.